Hôm nay tôi muốn cho các bạn xem cuộc sống của người cá ở đảo quốc sư tử cá là như thế nào. Ừ thì đi chơi sung sướng. Sáng thì đi mua sắm shopping, trưa thì bơi lội tới chiều, tối thì ăn nhậu với bạn bè suốt đêm. Thành người cá thì bạn là người có nhiều sức khỏe và trí tuệ, nên bạn có thể kiếm tiền nhiều hơn con người. Nếu bạn thích cuộc sống hưởng thụ thì cứ việc hưởng thụ mà thôi. Còn nếu bạn muốn đi theo con đường của người cá Tiun thì phải tập sống khổ hạnh. Bởi vì cái cuộc sống hưởng thụ tôi đã trải qua rồi, tôi biết nó là như thế nào. Thật sự nó không có sướng gì cả, nó chỉ làm hủy hoại thân thể của mình và mất nhiều thời gian làm những chuyện vô ích. Thấy không, tôi bơi cũng không ai bơi lại Tiun, tôi ăn nhậu cũng không ai nhậu nổi, tôi uống 6 thùng bia xong ai cũng chết hết. Còn tôi nhảy xuống nước là tôi khỏe lại. Xuống nước là tôi nạp năng lượng vô, tôi tỉnh táo trở lại. Và thế là bạn bè rất nể tôi vì cái khả năng ăn chơi của một người cá là vô địch thiên hạ. Khi đã làm chủ được hơi thở thì sẽ điều khiển được thân thể của mình, kiểm soát được độc tố trong thân thể của mình, loại bỏ nó đi một cách dễ dàng và không bị bất cứ ai trên thế gian này có thể cám dỗ bạn được. Ở Singapore mà, đẹp trai, nhiều tiền, khỏe mạnh, con gái mê chết đi được, nhưng không có thể nào mà chạm được tới người cá Tiun đâu nha, nếu bạn không phải là người có trí tuệ và sức khỏe. Bạn bè của Tiun ở bên Singapore toàn là công an, viên chức, ngay cả mấy bạn trẻ hồi đó Tiun chơi, bây giờ nhìn lại, ôi, nó thành đại gia hết trơn rồi. Nhưng mà sao mà tụi nó mập quá vậy trời, sao mà thân thể tụi nó ghê vậy trời, mà nhìn nó kìa, còn già hơn tôi bây giờ nữa. Tôi đã trẻ hơn nó ít nhất là khoảng 15 tuổi. Tôi nói cho các bạn nghe, ở Singapore người ta không có mê tiền, bởi vì ai cũng có thể làm ra tiền như nhau, và họ xem tiền chỉ là phương tiện để mua sắm vật chất thôi. Quan trọng là sống khỏe mạnh, đẹp và có trí tuệ, có kiến thức. Còn ở Việt Nam chỉ cần có tiền là được. Một cô gái trẻ đẹp vẫn có thể lấy một ông già xấu xí được gắn mác là đại gia. Nhưng nhìn xem, tự mình đi hạ thấp danh dự, phẩm giá của mình, liệu có được hạnh phúc mãi mãi? Nên đời sống ở Việt Nam còn thấp kém quá. Tôi muốn thay đổi nhận thức của các bạn. Mình phải quan trọng vào sức khỏe và trí tuệ, chứ đừng có quan trọng vào tiền. Tiền rất là dễ kiếm, mình đẹp, mình có tiền, mình có khả năng kiếm tiền rất là dễ. Còn nếu mình trở thành người cá nữa thì không ai trên thế gian này có thể kiếm tiền nhiều bằng bạn được, và không ai có thể làm hại bạn được. Bạn là người làm chủ thế giới này, là động vật bậc cao trên cả con người nữa. Muốn trở thành người cá giống Tiun, tập luyện đi. Ok, bắt chước Tiun sống khổ hạnh là đúng, vì thiên nhiên và động vật ở Việt Nam nha. Ở Singapore thì thiên nhiên được bảo vệ, nhưng mà động vật không còn nữa, nó bị bắt nhốt vô mấy cái trung tâm giải trí hết rồi. Còn Việt Nam còn thú rừng cũng khá là nhiều. Chúng ta phải bảo vệ thiên nhiên và động vật ở đất nước mình để đất nước mình có ngày phát triển. Chứ các bạn cứ làm hại động vật hoài, cứ lo làm giàu phát triển đất nước hoài, thì mai mốt cũng không còn con thú rừng nào mà sống nữa. Chẳng lẽ con người lại sống với nhau? Rồi mất đi động vật thì thế giới không còn điều gì tốt đẹp nữa đâu. Tận thế sẽ đến thôi. Nên tôi khuyên các bạn đừng sống hưởng thụ nữa. Lạ kỳ là ở Việt Nam tại sao cái những người mà giàu có thì họ lại thích chứng tỏ khoe của hơn là làm những việc có ích cho thiên nhiên và động vật.